chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Vanna MVS. Vanna mới xem đoạn video của Tỉnh Thất Bồng Lai chia sẻ về tình hình của bé Diễm My. Diễm My có gửi một đoạn video cầu cứu cho Tỉnh Thất Bồng Lai. Bé có hai chiếc điện thoại và bé đã bị lấy mất một chiếc, và gia đình của bé không biết là bé vẫn còn một chiếc còn lại, và cái điện thoại đó bây giờ cũng đang sắp hết pin. Bé có chia sẻ là bé đã bị bịt miệng và đưa lên xe cứu thương, và bây giờ bé đang bị nhốt ở nhà, và bé đã bị cho uống loại thuốc mà bé nói rằng đây là thuốc độc. Thì Vanna không biết là đây có phải là thuốc độc hay không, hay là thuốc an thần, nhưng mà nhìn tình hình của bé rất là hoảng loạn và bé đang rất có vẻ là đang rất là yếu ớt. Và cái địa chỉ mà bé chia sẻ là bé nhờ mọi người, bé nhờ cộng đồng mạng xong rồi nhà được cứu bé. Và bé có chia sẻ cái địa chỉ là nhờ mọi người đến xong rồi nhà được cứu bé. Nhưng mà cái việc xong rồi nhà riêng nó là bất khám, nó cũng không khác gì việc gia đình của bé xong vào Tỉnh Thất Bồng Lai. Phía Tỉnh Thất Bồng Lai họ cũng không biết phải làm gì, họ chỉ biết là chia sẻ cho cộng đồng mạng, nhờ mọi người nếu như mà họ có thể nhờ hoặc là phối hợp với công an để giúp đỡ cho bé. Bởi vì bây giờ họ có bằng chứng trên tay, họ có cái video của bé, nhưng mà họ cũng yếu ớt, họ không biết làm gì. Và trước mắt thì bây giờ mình biết là nguyên nhân bé mất tích từ đâu. Bé đã bị gia đình giam giữ ở nhà, và hy vọng bây giờ không biết là bé có được an toàn hay không, bởi vì gia đình luôn luôn là họ thường là gia đình họ sẽ yêu thương bé. Nhưng mà với cái chia sẻ của bé thì nó cũng đang rất là gấp rút, bởi vì mình không biết được, biết đâu nếu như mà một ngày nào đó mà có chuyện không hay xảy ra với bé thì lúc đó cũng ân hận không kịp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Vanna, và nếu có thêm thông tin gì thì Vanna sẽ cập nhật thêm cho mọi người biết. Và mọi người đừng quên ấn like và subscribe cho kênh của Vanna nhé. Chào mọi người.